Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Ở trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu đầm này nhé. Chúng ta có một mẫu đầm phần này là cổ sen đứng. Các bạn sẽ có đường bổ mảnh nách. Chúng ta sẽ có đường cắt rời ngang eo nhé. Phía dưới thì các bạn sẽ làm thân xòe. Đây, thân xòe bổ mảnh nhé. Đây, chúng ta sẽ có một đường cắt bổ mảnh xuống dưới này. Đó, được chưa? Tay thì các bạn sẽ làm tay xếp ly. Rồi, tay rút nhún ở đây thôi nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của dập gốc cơ bản, dập đầm cơ bản. Các bạn nào mà chưa có công thức chuẩn để chúng ta thiết kế được cái dập gốc này thì các bạn có thể tham khảo cái quyển sách này của mình nhé. Trong này mình có hướng dẫn về chân váy, sơ mi, đầm, quần, vest, măng tô, áo dài, toàn bộ của đồ nữ nhé. Đó. Thì dựa vào quyển sách này thì các bạn có thể dựng được cái dập gốc cơ bản giống như mình đang có ở đây. Toàn bộ mình sử dụng công thức Levi hết nhé. Ngoài ra khi mua sách thì mình sẽ thêm các bạn vào nhóm kín có video hướng dẫn nhé. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể đăng ký với mình qua Zalo ở trên này. Ở đây chúng ta sẽ có thân trước và thân sau như này. Đầu tiên thì các bạn sẽ xác định cho mình cái đường cắt ở phần eo này nhé. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy từ hạ eo. Các bạn lấy từ hạ eo chúng ta sẽ lấy xuống tầm 3 đến 4 phân nhé. 3 đến 4 phân. Ở đây thì chỗ phần cạnh ly nhá, các bạn sẽ lấy xuống cho mình tầm khoảng 6 đến 8 phân. Các bạn sẽ kẻ cho mình một đường vào đây. Đó. Chúng ta gióng thẳng cái điểm 3 đến 4 phân sang bên này. Được chưa? Phần này nó sẽ hơi cong nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó sẽ bổ cong này vào đây và cong lên. Thì ở đây thì các bạn sẽ đánh cong cho mình phần cạnh ly này nhá. Chúng ta sẽ đánh cong này. Sau đó ở đây thì chúng ta lại đánh cong vào đây. Được chưa? Tiếp đến này chúng ta sẽ kéo dài đường tâm ly xuống dưới gấu. Đoạn này thì các bạn sẽ gấp cho mình cái ly này vào đây. Gấp ly vào để các bạn kiểm tra xem cái đường này này, khi mà chúng ta chập nó vào nhau, đoạn này nó có bằng nhau không nhá. Không bằng thì các bạn sẽ tỉa lại cho mình một chút. Rồi. Đó. Sau đó này, các bạn sẽ cắt rời theo đường này. Cắt rời bổ mảnh, cắt rời phần thân trên và thân dưới ra như này cho mình. Đó. Đối với thân sau thì chúng ta sẽ làm tương tự. Ở đây các bạn cũng lấy xuống cho mình bằng với cả thân trước nhá. Chúng ta có thể đặt hai đường eo này bằng nhau này. Đánh dấu vào đây. Đối với thân sau nhá, chúng ta có thể cắt bằng với cả phần hạ eo dưới này. Mình sẽ đánh nó vào đây. Và chúng ta sẽ gióng sang, các bạn sẽ đánh nó lên. Được chưa? Chúng ta cũng sẽ kéo dài tâm ly xuống dưới gấu. Các bạn gấp nó vào để kiểm tra nhé. Được chưa? Hai đường này nó có khớp với nhau hay không. Sau đó thì chúng ta cắt rời ra. Ok. Mình sẽ xử lý về phần thân phía bên dưới nhá. Bây giờ này các bạn sẽ cắt đoạn này ra cho mình. Cắt này ra. Đánh dấu cho mình là thân sau. Thân sau. Đây thân trước. Thân trước. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cách làm nhé. Các bạn cắt lọc bỏ hết ly đi cho mình này. Chúng ta sẽ có hai cách làm. Ở đây như mẫu thì là cái đường sườn này nó sẽ một mảnh liền luôn, nó không có cái đường can sườn nhé. Chưa? Và cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm một cái đường can sườn ở đây để các bạn đề phòng chúng ta nới bóp nhé. Đây nếu như các bạn làm
chúng ta sẽ có cái đường can sườn ấy. Thì phần này này các bạn sẽ bấm nó ra, chúng ta bấm nó ra, các bạn giải nan ra để tạo phần múi xòe ở đây. Được chưa? Thân trước này cũng vậy nhá, chúng ta sẽ bấm nó ra, các bạn giải tách nó ra để chúng ta tạo được múi xòe. Sau đó thì khi may thì chúng ta chắp hai đường sườn lại với nhau. Còn nếu như các bạn chúng ta làm phần này nó làm một mảnh liền nhé, ghép cho mình hai đường sườn này lại với nhau. Chà, chúng ta vẫn cứ bấm ra, vẫn bấm ra để các bạn tạo thành các cái nan giải xòe nhé. Được chưa? Đây, phần này nó sẽ liền với nhau nhá, nó liền với nhau như này luôn. Khi may thì các bạn chúng ta chắp với bổ mảnh, chắp với bổ mảnh, sau đó các bạn may với cả thân bên trên nhá. Còn nếu như chúng ta làm ở giữa này có một cái đường can sườn thì chúng ta chắp bổ mảnh này, chắp bổ mảnh riêng ra nhá, thân trước thân sau chúng ta chắp bổ mảnh, sau đó các bạn may với cả thân phía bên trên. Được chưa? Đó, phần này dễ rồi thì mình sẽ bỏ qua nhé. Các bạn ở đây chúng ta sẽ có hai phương án, chúng ta làm cho này liền hoặc là rời. Phần này thì các bạn cũng sẽ bấm ra để chúng ta tạo múi xòe nhé. Đây, thân trước này, ở đây thì các bạn sẽ bấm cho mình một đường, chúng ta giải tách ra. Yeah. Ok. Ở đây chúng ta có nửa phần thân phía bên trên. Đoạn này nó sẽ có phần sẻ cổ và phối với cả một mảnh màu trắng ở đây nhá. Đoạn này thì các bạn sẽ vẽ như sau. Từ đường giữa này các bạn sẽ kẻ cho mình, ở đây chúng ta có phần bản nẹp. Bản nẹp này thì các bạn sẽ là chúng ta sẽ may đè lên thôi. Chúng ta sẽ có một cái dây, sau đó các bạn gấp mép hai bên, chúng ta may đè nó lên đây. Thì các bạn bản nẹp này mình sẽ làm tầm khoảng 2 phân rưỡi nhé. Chúng ta lấy từ đường giữa này, các bạn lấy ra cho mình là 1,25, kẻ cho mình một đường ở đây. Khi chúng ta cắt lên trên vải chỗ này là sẽ là mép gấp đôi rồi nhá. Thì cái đoạn này chúng ta sẽ làm một cái bản nẹp rộng tầm 2 phân rưỡi, các bạn may đè lên đây nhá. Được chưa? Sau đó là ở đoạn này, từ sâu cổ các bạn lấy xuống cho mình là 9 cho đến 11 phân, 9 đến 11. Đoạn này thì các bạn lấy cho mình ra, chúng ta lấy ra tầm 2 phân rưỡi, 2 đến 2 phân rưỡi nhé, 2 đến 2,5. Tính từ cái đường các bạn lấy ra 1,25 ở đây nhé, đây là 1,25. Sau đó đoạn này thì các bạn sẽ nối nó lại, nối lại. Được chưa? Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần phối màu trắng này nhá. Phần phối màu trắng, phần này thì các bạn sẽ đóng cho mình cái ly vai này vào. Chúng ta sẽ bấm theo đường cạnh ly. Đóng cho mình cái ly vai này vào trước. Kẻ lại cho mình đường vai con. Ngang cổ chúng ta lấy rộng ra thêm 1 phân. Các bạn sẽ vẽ cho mình cái đường vòng cổ mới này. Được chưa? Vẽ từ điểm 1 phân đây nhá, các bạn nối hút vào đây. Đó. Sau đó này, đoạn này thì chúng ta sẽ có một mảnh phối màu trắng, chúng ta sẽ nối từ đoạn các bạn lấy xuống 9 đến 11 phân ở đây. Nhá. Chúng ta sẽ kẻ nó lên trên vai. Thì cái mảnh này chính là cái mảnh chúng ta phối với màu trắng. Khi cắt này, các bạn sẽ cắt này vào đây. Chúng ta cắt này lên trên. Cắt theo đường vòng cổ. Sau đó chúng ta sẽ cắt theo đường vai này. Tiếp này ở đây chúng ta sẽ có đường bổ mảnh nhé. Ra lấy điểm giữa của vòng nách, nối vào đầu ly thân. Đoạn này thì các bạn sẽ đánh cong cho mình tầm khoảng 1 phân.
Được chưa? Khi cắt thì con sẽ cắt rời ngoài ra. Lọc bỏ lít, lọc bỏ hết ly thân. Cắt rời theo đường bổ mạch. Đầu ly thì con sẽ tỉa cho nó tròn đi cho mình. Ok. Đó. Rồi. Mảnh này thì chúng ta sẽ cắt rời nó ra nhé. Trước khi cắt thì các bạn sẽ làm về phần thân sau. Đối với thân sau thì các bạn đặt cho mình hai cái đường vai con này trùng với nhau. Chúng ta lấy phần ngang cổ của thân sau bằng cách đo cho mình vai con thân trước bằng bao nhiêu thì vai con thân sau lớn hơn 5 ly. Chúng ta sẽ lấy phần sâu cổ này, các bạn lấy xuống cho mình thêm 5 ly nữa. Chúng ta vẽ được cái vòng cổ này ra. Giảm sống lưng vào cho mình một chút. Đối với đằng sau thì chúng ta sẽ có bổ mạch. Đầu ly các bạn đẩy ra ngoài cho mình một phần nhá. Chúng ta lấy điểm giữa nách. Vẽ này. Được chưa? Chúng ta vẽ được cái bổ mạch này ra. Các bạn cắt rời nó ra cho mình. Đó. Được chưa? Sau đó thì chúng ta mới cắt rời phần này ra nhá. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra được phần mẫu cổ. Chúng ta sẽ đo cái vòng cổ cho mình. Chúng ta đo vòng cổ phần sau. Ở đây mình đo được 10 phân này. Chúng ta đo tiếp về vòng cổ thân trước. Mình đo được là 19 phân. 19 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra mẫu cổ. Các bạn sẽ dựng cho mình hai đường vuông góc. Kẻ cho mình một đường như này. Sau đó chúng ta kẻ một đường vuông góc phía bên tay phải nhé. Tuần này các bạn lấy lên cho mình 6 cho đến 8 phân. Ví dụ đây mình sẽ lấy tầm 1 7 này. 7 phân. Chúng ta lấy từ góc vuông này, các bạn lấy về đây cho mình bằng vòng cổ thân sau 10 phân nhá. Đây là cổ sau này. Chúng ta lấy tiếp vòng cổ trước là 9 phân. Bạn sẽ kẻ đoạn này ra. Chúng ta nối từ điểm 7 phân, các bạn nối vào góc này. Từ dao của cái đường chúng ta vừa nối vào phần giữa của thân đây nhá. Giữa vòng cổ đấy. Từ đây thì các bạn lấy lên cho mình tầm 2 phân đến 2 phân rưỡi. 2,5. Sau đó thì đoạn này thì các bạn sẽ nối này, cong từ đây đến điểm 2,5, cong vào đây. Đấy nhá. Rồi, nó sẽ theo đường màu đỏ này nhá. Các bạn sẽ đo lại cho mình, chúng ta đo từ góc này này, đo theo đường cong này. Lấy đủ cho mình bằng 19 này. Chúng ta kẻ vuông góc. Chúng ta sẽ có điểm 9 phân là cái điểm giáp vai đấy nhá. Các bạn đánh dấu lại cho mình. Đoạn này thì chúng ta sẽ lấy cái bản gáy cổ sau cho mình tầm 7 đến 8 phân. Rồi. Đầu lá cổ này thì các bạn sẽ kẻ chéo bất kỳ nhá. Chúng ta sẽ lấy đoạn này cho mình tầm 9 phân đi. 9 phân. Và chúng ta sẽ vẽ được cái mép ngoài của lá cổ. Đây chúng ta sẽ cắt vào đây nhá.
Đây. Chúng ta khi các bạn may thì nó sẽ may vào đây nhá. Các cái điểm bấm thì các bạn sẽ để cho nó bằng nhau. Điểm mà chúng ta đánh dấu đó. Đây là cái điểm 9 phân ở đây này. Nó sẽ phải bằng với cả điểm giáp vai nhá. Hai phần vai này chúng ta sẽ giáp với nhau rồi. Phần này chúng ta sẽ may với cả vòng cổ thân sau. Thừa bớt, thừa thì bạn sẽ cắt bớt đi cho mình. Đó. Đó này, khi mà chúng ta bẻ ra nhé, chúng ta sẽ có phần chân cổ dựng lên tầm 2 phân đến 2 phân rưỡi. Đó. Chưa. Nó sẽ tạo được cái phần lá cổ sen như thế này. Nhá. Đoạn này thì các bạn nhìn thấy là cho em nó đang chưa được vách xuống nhá. Chúng ta có thể kẻ này, chéo xuống. Bạn dán thêm giấy và chúng ta sẽ kẻ nó xuống thôi. Đây. Kẻ chéo xuống này. Vậy thì chúng ta sẽ tạo được phần lá cổ sen. Nó vẫn có phần chân dựng lên nhá. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần tay là tay xếp ly hoặc là tay rút nhún. Do đó thì phòng nách này các bạn sẽ giảm bớt đi cho mình. Chúng ta sẽ ghép cái bổ mảnh lại với nhau. Đầu vai thì các bạn sẽ lấy vào cho mình tầm khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi nhá. Và chúng ta vẽ lại cái vòng nách. Bạn vẽ lại cho mình cái vòng nách vào đây. Chờ, chúng ta sẽ cắt nó ra. Về phần tay nhá. Tay thì nó sẽ là tay xếp ly hoặc là rút nhún cơ bản thôi. Do đó thì mình đã hướng dẫn các bạn nhiều lần ở các video trước rồi. Các bạn nào mà chưa hiểu thì có thể tìm lại các video đó của mình nhá. Được chưa? Ok. Đó, chúng ta sẽ có được cái phần thân như thế này. Sau đó thì chúng ta chắp bổ mảnh, các bạn may với cả phần thân dưới. Ở cái đường bổ mảnh này thì các bạn sẽ may xong thì các bạn có thể mí hoặc là chúng ta ở đây nó đang là chạy một đường diễu nhá. Chạy một đường diễu 5 ly. Đó. Cái bản nẹp này thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây. Sau đó thì chúng ta gấp 2 mét và các bạn may đè lên phần thân nhé. Chỗ này sẽ mấy đôi rồi, chúng ta may đè lên thôi. Chưa? Đoạn này thì là phần phối màu trắng thì các bạn sẽ cắt rời nó ra. Sau đó chúng ta may với thân nhé. Ok. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cắt mẫu đầm theo mẫu sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và ghi theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.